ở phố cơ cơ mà, ở quê cơ mà. Gì đang ở Hồ Tây là sao? Hello anh à, hôm nay rảnh rỗi xem lại em thế à? Mấy hôm nào có rảnh rồi đâu. Nhà chị có gần nhà Diệu Lầy không? Nhà anh Diệu Lầy không á? Ê, em nói như thế chị không biết đâu, tại vì chị không... ở quê, ở làng chị ít khi ấy lắm, ít khi biết người đã, không phải ít khi quen người á. Ở trong làng anh lái xe Ben này, lên biết địa, lên biết tí địa lý à? Thế à? Mà xe Ben là xe gì vậy? Em không có biết. Cảm ơn chuyện ma nha. Oh my god. À, mấy nay khó chịu, mấy nay khó khăn quá. Thấy đăng suốt mà lúc nào cũng khó khăn. Oh my god. Gì vậy? Nhưng mà Tây Nhất đến nơi rồi á. Đó. Chắc là cũng hơi bận rộn thì đây là em sẽ thông cảm cho những người mà không vào xem lại em. Trời đất cát ấy em. À. Ồ nhưng mà làm cái gió lắm nha. Thật đó. Ở làng em á, bảo là mình giàu lắm đấy. Dạo gần dậy em bị ốm, đau cổ nữa. Đợi ai đó test cho cái nhảy múa Adam mà không không ai test luôn. Adam nhảy múa lại nhảy múa Adam nhầm nha. Đang đâu dạo này nghèo rớt. Ôi không sao anh cố lên. Fighting. Sắp đến đây rồi. Dầu cái gì em? Nó em thấy ở làng em nha, người ta bảo là cái này dầu vai, mà không biết có phải không, em không có biết về mấy cái đấy. Để anh test cho, để đợi anh test. Trước thì dầu thôi em, có nghĩa là trước, trước thì người ta xây nhà, à không, em chẳng biết mấy cái này đâu, tại thấy khá là... không biết nhưng mà em thấy bảo là rồi. Em nay đi nhé, bye bye em, bye bye em, bye bye anh đi. Để anh test cho mà anh thấy là anh, em biết anh nói, à để anh test cho là...